Tôi biết từ nhỏ tới lớn, bà chưa bao giờ thấy căn nhà lớn và đẹp như vậy, phải không? Ngạc nhiên lắm chứ gì. Nhưng mà tôi thấy lo trong bụng quá. Không biết bà chủ kêu tôi lên đèn chi, ông biết không? Tôi cũng không biết chuyện gì, chắc là không sao đâu. Bà cứ ngồi đây đợi. Lát hồi bà chủ bà ra, bà hỏi câu nào, bà trả lời câu đó. Câu nào bà không biết thì im. Chứ ông đi đâu? Ông không ở đây với tôi hả? Bà chủ bà muốn gặp riêng bà. Giả lại tôi còn ra tỉa mấy cây kiểng nữa. Ông chủ sắp về rồi, ông mà thấy mấy cây kiểng lung tung, ông la tôi chết. Nha, đứng đây đợi bà đi nha. Không sao đâu, có tôi nè. Ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý, ông Quý ơi. Ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý ơi. Ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý. Thank you.
Mà con ngủ quá. Mày đấm mạnh lên chút coi Bình. Tay mày bằng giấy hay sao đấm nhẹ hiều vậy? Dạ không, tay con bằng thịt. Nhưng mà tại vì con sợ cậu ba đau á. Tuy là anh không thể thuyết phục má cho em một danh phận đàng hoàng, nhưng mà ít ra má cũng đã nhượng bộ điều cho em lên phòng làm vợ anh. Từ nay cuộc đời của em sẽ không còn phải vất vả cực khổ như trước nữa. Nó biểu kêu bằng anh đi mà cứ cậu ba hoài à. Cậu muốn làm con hầu hoài luôn hả? Tại em kêu không có quen. Với lại kêu bằng anh nghe nó kỳ lắm. Không quen hả? Thì mình kêu lần lần đi cho nó quen. Làm sao mà quen được? Muốn quen hả? Dễ lắm. Sao cậu ba? Em làm như vậy nè. Trời ơi, cậu ba té bây giờ đi nè. Bỏ em xuống. Té bây giờ. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba nè. Là vợ của anh rồi thì em không cần phải làm việc nhà nữa. Cứ việc ở không, ăn ngon mặc đẹp, chờ ngày sanh con cho anh thôi. Không duyên trăng thề, người ơi có giấc ngã cơn mê
riêng đã nhàn, nghiêng ngả đau thương góc phần trái ngang bên phận sầu đoạn trường lễ tuôn rải rực trong nhau lạc nhau trăng mộng tàn khuya mắng sầu nở nhai không biết ly từ khi lỗi lầm ân tình bên đổ đổ điên linh rồi mãi mắng lệ sầu ai bởi duyên quan người ơi trái em rồi mãi mắng lệ sầu ai bởi duyên quan người chủ. Sao nghe cậu Bình nói vài bữa nữa ông chủ mới về mà. Tôi xưa nay vẫn thích bất ngờ. Dạ. Vì không biết sao. Dạ. À, ở nhà có chuyện gì không gì bảy? À, dạ không, thưa ông. Tôi cũng mong là vậy. Dạ. Bà kia. Dạ. Thank you.
ai? Dạ, dạ, dạ. Sao dám tự tiện vô phòng của người khác hả? Dạ. Dì Bảy đâu? Dạ, dạ. Anh dạ. Nhi đâu? Bao nhiêu năm rồi, vẫn cái giọng đó, vẫn tính nóng nảy ồn ào không thay đổi. Nhưng mà ông ấy không nhận ra mình. Anh Nhi đâu? Chết hết rồi hả? Bà kia. Dạ. Tôi hỏi sao bà không nói? Bà là ai? Sao dám tự tiện bước vô phòng của tôi? Dạ, dạ, ông chủ bớt giận. Dạ, tại vì tôi bị lạc đường. Cái bà kia đã kêu bà ngồi yên ở trong phòng khách rồi. Nhà người ta mà bà đi lung tung gì kỳ vậy? Đâu nhà như vậy đó hả? Hả? Ra ngoài hết cho tôi. Đi. Chuyện trong nhà mà bếp xếp ra ngoài, ông ấy sẽ cắt lưỡi bà đó. Ông ấy rất là nóng tính. Dạ bà chủ yên tâm, tính nóng nảy của ông chủ tôi còn lạ gì nữa. Bà nói không lạ tính chồng tôi là sao? À, dạ không. Dạ, ý tôi á là tôi nghe chồng tôi kể nên tôi mới biết. Tôi với bà đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Thân tôi quê mùa nghèo hèn, làm gì có vinh hạnh được gặp bà chứ. Bà nói cũng phải, nhưng mà không hiểu sao, tuy mới gặp bà lần đầu mà tôi thấy quen lắm. Giống như là ngày nào cũng gặp nhau rồi á. Dạ, chắc là người giống người thôi bà chủ. Ừ, có lẽ vậy. Bà có biết hôm nay tôi kêu bà đến đây để làm gì không? Dạ thưa, tôi không biết. Con Phượng có nói với bà chuyện con trai của tôi muốn cưới nó làm vợ chưa? Bà vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Bà đừng có giả bộ đóng kịch quê mùa ngây thơ trước mặt tôi. Má con của bà chắc hẳn đang vui mừng hí hửng vì tưởng một bước lên trời. Trong chớp mắt, từ con hầu trở thành bà chủ. Bà chủ à, bà nói cái gì vậy? Tôi không tin con Phượng chưa nói gì với bà. Dạ, thực sự là con Phượng chưa nói gì với tôi. Nhưng nếu đây là sự thật, tôi nhất định sẽ bắt nó rời xa. Rời xa? Tại sao? Đây không phải là cơ hội đổi đời sao? Cơ hội mà đám dân đen các người hằng mơ ước sao? Đây không phải là cơ hội, mà là bất hạnh, là ngang trái, là nghiệt quan cho con gái của tôi. Xem ra cuộc nói chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu như bà đã biết đây không phải là cuộc tình dễ dàng đơm hoa kết trái, thì hãy kêu con Phượng lập tức tránh xa con trai của tôi ra. Tôi sẽ cho nó một số bạc hậu hĩnh. Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng bà không cần phải cho gì hết. Bắt đầu từ ngày mai, tôi xin bà cho con Phượng được nghỉ việc. Còn bây giờ, tôi xin phép bà tôi đi về. Tôi xin phép bà chủ. Mình chưa kịp nói gì mà. Bà chủ, ông chủ đang nổi giận, ông muốn gặp bà liền đó. Tôi biết rồi. Dạ.
Mày làm cái gì mà bày đồ ra tùm lum vậy mày? Dạ, dạ tại con đang trồng bông. Ai sai mày trồng? Tao đã nói mày là con hầu của tao thì mày chỉ nghe lời tao thôi. Mày nghe lời hả? Hả? Dạ, con có nghe lời cậu ba. Với lại cũng không ai biểu con trồng hết á. Là con tự ý trồng. Mà con trồng bông lài hết cậu ba. Bông lài? Dạ. Tự nhiên mày trồng bông lài làm cái gì? Dạ, thì tại vì hôm bữa con nghe cậu ba kể, hồi nhỏ ông chủ có trồng một bụi bông lài. Chiều chiều ông chủ hay dắt cậu ra chơi ở gần bụi bông lài đó. Rồi cậu ba thích lượm bông lài đem về ép trong tập nữa. Ừ, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Cậu ba không thấy sao? Cái khu này nè, cậu ba thường hay ra đây dạo, nên con trồng bông lài ở đây. Mai mốt cậu ba ra ngoài này á, cậu ba sẽ ngửi thấy mùi bông lài thoang thoảng, rất là thư giãn. Mày làm chuyện này là vì tao hả? Dạ phải. Con thấy cậu ba làm nhiều việc cho con rồi, cho nên là con phải làm một cái gì nhỏ nhỏ cho cậu ba chứ. Cậu hai. Phượng. Cậu hai, sao cậu hai lại tới đây vậy? Mấy bữa nay không gặp, anh nhớ em quá. Tranh thủ lúc ba đi gặp mấy người bạn là anh chạy ù tới đây gặp em liền nè. Em cũng nhớ cậu hai nữa. Trong nhà có ai không em? Dạ không, ba em đi lên đồng điền cao su rồi, còn má thì nấu ăn trên láng. Vậy hả? Vậy thì may mắn quá. Sao may mắn cậu hai? Anh chưa nói cho em biết đâu, chút nữa anh sẽ nói cho em biết. À, để em lấy nước cho cậu hai rửa mặt nha. Ừ. Cầm giùm anh nha. Không ngờ là em cũng cùng sở thích với ba anh là trồng bông lại đó. Không phải, đó là bông lại của má em đó. Vậy hả? Đẹp quá ha. Mình vô nhà nha. Cậu hai đi làm mệt lắm đúng không? Cầm giùm anh nha. Cậu hai uống nước cho đỡ khát nè. À, tôi để đó cho cậu đi. Cậu không có khát, cậu chỉ muốn em bóp vai cho cậu thôi. Dạ được. Bên này nữa. Ở đây nữa nè. Làm gì vậy? Mấy bữa nay không gặp, anh nhớ quá. Cho hùng cái nha. Cậu hai. Nhẹ, đừng có làm bậy. Người ta thấy bây giờ đó. Có ai đâu thấy. Anh hai với má đều đi hết rồi, có gì đâu mà sợ. Nhẹ. Nhẹ. À, anh có cái này cho em nè. Cái gì vậy cậu hai? Anh muốn cưới em làm vợ. Cậu hai giỡn với em đúng không? Đâu có, đâu có nói giỡn. Anh nói thiệt lòng đó. Anh cũng đã nói chuyện với ba anh rồi. Trời đất ơi, cậu hai nói chuyện với ông chủ hả? Phải. Ông chủ sẽ giết em chết mất. Em đừng lo, ba anh không có giết em đâu. Ba anh còn nói là chỉ cần anh thương ai, dù người đó giàu sang hay là nghèo hèn, chỉ cần anh thích, ba anh đều chấp nhận hết. Thôi,
Có phải là cậu hai nói cho em vui đúng không? Không, anh nói thiệt mà. Anh nói thiệt lòng đó. Nhẫn cưới anh cũng đã mua rồi. Em còn nghi ngờ gì nữa? Đợi giao hàng xong chuyến này, thương thả anh sẽ nói ba qua hỏi cưới em. Anh đừng có mơ. Ai cho anh cưới hồi nào mà cưới? Ai cho anh cưới hả? Em không cưới anh thì cưới ai? Định giỡn với anh đúng không? Đứng lại. Để tôi về lấy mấy mỡ chân. Cậu dạ. Hai ơi. Cậu cậu chủ đi rồi. Dạ. Cậu hai. Cậu hai. Hai đâu rồi? Thầy cai cho lít cổng đi rồi. Anh hai, anh hai, anh hai có sao không? Trời ơi, anh hai bỏng hết trơn rồi nè. Cậu xin trời Phật phù hộ cho mọi việc được êm xuôi.
phù hộ cho các con của con bình an vô sự. Cả đứa con của con bên người đó nữa. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, hồi nãy nghe nói bà đi lộ qua phòng bà lớn phải không? Tôi bị lạc đường. Ủa bữa nay bà bị gì vậy? Tôi biểu ngồi yên nó chờ bà chủ rồi, rồi lộ đi đâu lang thang lứa thứ cho bị lạc, bị ông chủ bắt gặp luôn hả? Tôi nói cái số bà còn hết, gặp bữa ông chủ dễ đó. Thường ngày ai mà lọt vô cái phòng đó đó, không bị đòn cũng bị phạt phơi nắng cả ngày. Coi bộ ông chủ ông quý cái phòng đó lắm hả ông? Ôi, cái phòng đó có gì đâu quý. Ông quý là ông quý bà vợ đã chết của ông kìa. Bà đừng có thấy ông chủ ông hung dữ vậy mà bà lầm. Thấy vậy đó chứ ông chung tình dữ lắm. Chung tình đến đổi lấy tên vợ của ông đặt cho cậu hai luôn đó. Lấy tên vợ đặt tên cho con sao? Ừ, tôi nghe mọi người ta nói vậy đó. Vậy là cậu hai cũng tin Bình sao? Ủa sao bà biết? Ủa mà bà cũng tin Bình? Kỹ tá, có khi nào liên quan tới bà không? Ông nói bậy cái gì vậy? Ở đời tên trùng tên là chuyện bình thường, tôi làm sao mà liên quan được? À, cũng phải ha. À, ông nè. Gì? Tôi định ít bữa nữa thư thả, tôi dắt con Phượng về quê. Bà không hả? Vất vả cực khổ lắm tôi mới tìm được công việc cho hai người. Làm chưa được bao nhiêu ngày mà đòi về là sao? Thời buổi này một mình tôi không có khám nổi hai má con bà đâu nha. Thì về dưới tôi với nó sẽ làm mướn bắt cua kiếm sống. Bà chủ biểu rồi, tôi không có cãi được. Giờ đang thiếu người làm, sao bà chủ mới đuổi Phượng được? Bà đừng nói dốc tôi nghe. Thôi, tôi về tôi kể cho ông nghe. Còn bây giờ dẫn tôi ra cửa giùm đi, chứ tôi đi vòng vòng hồi tôi đi lạc nữa. Đi, đưa tay đây. Đưa tay làm chi? Đưa tay dắt đi chứ làm chi. Bà này hỏi toàn là câu khó không ta. Đưa tay đây. Mệt bà quá. Đi lẹ đi còn ngót cái gì nữa mới. Ây, ây. Trời ơi. Ủa, bà có sao không? Dì có sao không dì? Tôi không sao. Khổ thiệt chứ. Tôi xin lỗi dì nha, tôi vô ý quá. Dạ, bà này là vợ tôi đó cậu hai. Dạ. Tôi nhớ mà, tôi có gặp dì ở trên láng cơm của công nhân. Mà dì có sao không vậy? Là cậu hai Bình đó. Bà qua chào đi. Ngó gì muốn rớt con mắt vậy? Cậu là cậu Bình, là con trai bà lớn nhà này hả? Phải. Dì có sao không vậy? Cậu đã lớn như vậy rồi đó hả? Được gặp lại cậu tôi mừng quá. Xin lỗi, tôi đã từng gặp dì rồi sao? Thank you.
Âm ơi, con đã lớn đến như vậy rồi, gặp lại con má mừng lắm. Vậy là ông ấy đã giữ đúng lời hứa, đã nuôi dạy con thiệt tốt. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh hạnh phúc là má đã mãn nguyện lắm rồi. Sao nữa, người ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chết cho nó oai phong lẫm liệt một chút. Còn con bà dám liều mình cứu cậu chủ, xem bị lửa nướng như cá lóc nướng chui rồi đó. Tiếng rồi. Con nhờ cái mệt che nên không sao đâu, má đừng có lo cho con. Trời ơi, tiếng nói con liều mình cứu cậu chủ, mà cậu chủ nào? Ở đây có mấy cậu chủ mà bà hỏi, là cậu Hai Bình với ai? Cậu Hai Bình? Trời đất ơi, rồi cậu ấy có sao không? Con không biết nữa. Lúc con đưa cậu Hai ra ngoài, con chạy đi tìm đồ sơ cứu. Khi con quay lại thì cái tốt đã dẫn cậu Hai đi rồi. Ở trong lửa cả buổi vậy, không chết á cũng bị phỏng như heo quay rồi. Còn mày á, mai mốt bỏ cái tận tài lanh kia chưa? Người ta chết á có xe nhà vàng càng tay. Còn mày chết á, tao không có tiền mua hòm chốn đâu nghe con. Con má mày sao kìa? Má! 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 Sao má? Đưa má vô nhà. Đem vô bộ ngựa. Má! Trời đất ơi, để nằm xuống đi. Đưa má ngồi lên đi anh Hải. Biết má mày thương mày vậy đó mà không biết lo thân. Đó, bà vừa thấy mày chạy gian chút xíu là bà xỉu rồi. Bà mà có bị vậy á, mày chết mày với tao đó. Ngưng tụng kinh, nói chuyện với tôi một chút coi. Muốn làm gì thì làm. Con đợi má tụng hết cái đoạn kinh sám hối này đi đã. Sám hối, sám hối. Ngày nào cũng sám chứ hối. Mà có thấy tiêu tan được một chút tội nghiệp nào đâu. Má, má ngưng tụng đi. Qua đây tôi nói chuyện một chút. Con muốn nói chuyện gì? Chuyện dài lắm, má qua đây ngồi đi. Con có chuyện gì muốn nói? Má, tôi muốn má sang tên miếng đất cho tôi. Sang tên miếng đất? Mà miếng đất nào? Thì còn miếng đất nào nữa? Má nói cứ như là nhà mình có nhiều đất đai lắm vậy đó.
sao mà tự nhiên con kêu má sang tên vậy? Sao mà tự nhiên được? Má đó, má bị bệnh nan y, má có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Nên tôi nghĩ lúc này má còn minh mẫn, đi đứng dễ dàng thì má sang tên cho rồi. Nữa má nằm một chỗ rồi làm sao mà làm? Chưa gì mà con đã trù cho má chết rồi sao? Tôi không có trù, mà là tôi nói thiệt. Mà tôi nói nè, sang tên tôi hay là tên má thì nó cũng vậy thôi. Hay là má còn muốn để dành cho ai? Má có hai đứa con, còn dành cho ai khác nữa? Má nói như vậy là sao? Hay là tới nước này rồi má còn muốn để dành cho chú ba? Má tính vậy, cái nhà hương quả này á, má dành cho con với nửa phần đất ruộng, phần còn lại á là cho hai anh em nó. Không được, tất cả nhà cửa đất đai má phải đưa hết cho tôi. Khải Văn và chú ba đều đã lấy phần hết rồi. Nhưng mà phần đó là phần của ba nó, cái phần này là phần của má mà. Má đừng có vô lý quá. Phần của chú ba, chú ba đã lấy đi mở đồn điền cao su rồi. Còn Khải Văn, chẳng phải á, chú Út đã xử cho ảnh phần ở Cà Mau rồi sao? Tôi nói cho má biết, má chia cho tôi phần còn lại như vậy á là thiệt thòi cho tôi lung lắm rồi. Bây giờ má còn đòi chia là chia làm sao? Má muốn để lại một chút đỉnh con à. Tình gì mà để? Người ta giỏi làm ăn, hai mươi mấy năm qua người ta mua thêm bao nhiêu nhà cửa đất đai, của ăn của để dài ra tận cổng, còn đem bố thí khắp nơi kia kìa. Má à, tôi thấy má đừng có làm chuyện dư hơi nữa. Má có cho chưa chắc người ta đã nhận đâu. Hay là má muốn đem cái gia tài này để mua tình cảm của hai người họ sao? Má ơi, muộn rồi má ơi. Còn nói cho má biết, anh Văn sẽ không bao giờ tha thứ cho má cái tội má giết má của anh ấy đâu. Hai Sáng, con đừng có nói nữa. Với chú ba thì càng không thể. Má, má già cả lẩm cẩm rồi má quên hay sao? Nhưng con còn nhớ má bao nhiêu lần khăn gói lên rừng tìm chú ấy, lủi thủi ra về, thậm chí chú ấy còn buông lời thề độc với má nữa mà. Má xin con, má xin con, con đừng có nói nữa. Hơn 20 năm nay ở cạnh bên má chỉ có đứa con dâu hờ này thôi. Sau này á, má có nằm xuống thì cũng chỉ còn có một mình tôi dỗ quải nhang khói cho má. Nên cái phần gia tài này má phải chia hết cho tôi. Má đừng có trông mong chờ đợi hai đứa con trai của má nữa. Quả báo ác nghiệp tôi đã gây ra thì tôi phải trả thôi. Má đừng có lòng vòng. Bây giờ tôi hỏi má lần cuối cùng, má có chịu sang tên phần tài sản cho tôi không? Của cải chỉ là vật ngoài thân. Thôi được rồi, nếu mà con muốn như vậy, con làm thủ tục đi, rồi má sẽ ký. Như vậy á, có phải được không? Má bị đau ngực hả? Chờ tôi một chút. Bay đâu? Có đứa nào không? Rót cho bà miếng nước nóng coi.
Chỗ này đẹp quá cậu hai. Phượng. Dạ. Tôi đã dặn rồi, ở những nơi riêng tư thì không được gọi là cậu hai, mà phải gọi là anh Bình. Anh Bình ơi, nhớ chưa? Sao lắc đầu? Gọi vậy mắc cỡ lắm, em không gọi được. Có gì đâu mà mắc cỡ. Gọi đi. Anh Bình. Anh Bình ơi. Nói đi. Nói đi mà. Anh năn nỉ đó. Nói đi. Anh Bình. Anh Bình. Gọi nữa đi. À, thích nghe lắm. Anh Bình. Bắt đầu từ bữa nay, mỗi khi em gặp khó khăn hay trắc trở gì, em chỉ cần kêu lên 3 tiếng anh Bình ơi, anh sẽ lập tức có mặt ở bên em, bất kể là ngày hay đêm. Nhưng mà lỡ anh ở xa thì làm sao anh nghe em kêu được? Lời của em anh không nghe bằng tai, mà anh nghe bằng chỗ này nè. Cho dù chân trời hay góc biển nào, anh cũng đều nghe được hết. Cậu. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Anh không nói dối em đâu. Còn bây giờ đi theo anh. Đi đâu vậy anh? Cứ đi rồi biết. Dạ bà chủ. Như vậy là sao? Tôi đã biểu gì cố ép nó ăn rồi mà. Dạ. Dạ tôi cũng cố ép rồi, nhưng tôi xin lỗi thưa bà. Cậu ba nhõng nhẽo, không có chịu ra ngoài ăn cơm. Bà Bảy phải bưng vô phòng cho con nè. Bà Bảy bưng ra đi, con không có ăn đâu. Không có được, ăn cơm không ăn rồi đói bụng sao? Con không có đói. Từ chiều hôm qua tới sáng nay, cậu đã bỏ 2 bữa rồi đó. Sao không đói cho được? Nè, dậy đi. Vậy coi bà Bảy làm gì cho cậu ăn nè. Có cái món cánh gà chiên mà con thích nhất đó. Bà Bảy nói với má con, chừng nào mà má cho con nói chuyện với em Phượng thì con mới ăn, không thôi con nhịn đói hoài luôn. Không có được. Cái chuyện này bà Bảy không có dám nói đâu. Bà không nói thì bà bưng ra đi, con không có ăn đâu. Tự nhiên cậu đòi cưới con Phượng làm chi cho khổ vậy? Không có tự nhiên đâu. Tại vì con thương Phượng nên con mới muốn cưới Phượng. Bà Bảy nhìn nè, hai con cá nó ở trong chậu, nó bơi chung nhìn dễ thương ghê chưa. Con cũng muốn
con với Phượng ở chung với nhau giống như tụi nó vậy đó. Bà nghĩ, cậu ba khoan nghĩ tới chuyện cưới vợ đi. Dù gì cậu cũng còn nhỏ mà, từ từ rồi hãy cưới, gấp gáp làm cái gì. Con không có đòi cưới Phượng, thì má cũng phải cho con nói chuyện với em Phượng chứ. Sao lại cấm con? Bây giờ bà chủ giận, rất là giận luôn đó. Đợi từ từ bà chủ hết giận rồi bà bảy nói dùng cho cậu nghe. Bây giờ cậu dậy ráng ăn một miếng đi nghe. Không, con đã nói rồi con không ăn đâu. Bà bảy bưng ra ngoài đi. Đứa con ngày xưa này nhút nhát ngoan ngoãn, nói đâu nghe đó. Lần đầu dám vì một đứa con gái mà phản ứng ra mặt, lại còn muốn tuyệt thực để gây áp lực cho tôi nữa chứ. Đúng là phải bùa mèo thuốc lúa của con Phượng rồi. Dạ, dạ, vậy bà chủ định lẽ nào? Chứ cứ để cậu ba bỏ ăn như vậy hoài không có tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Bà yên tâm đi, tôi đã có cách. Dạ, tôi biết rồi. Tôi biết từ nhỏ tới lớn bà chưa bao giờ thấy căn nhà lớn và đẹp như vậy, phải không? Ngạc nhiên lắm chứ gì. Nhưng mà tôi thấy lo trong bụng quá, không biết bà chủ kêu tôi lên đèn chi, ông biết không? Tôi cũng không biết chuyện gì, chắc là không sao đâu. Bà cứ ngồi đây đợi, lát hồi bà chủ bà ra, bà hỏi câu nào bà trả lời câu đó, câu nào bà không biết thì im. Chứ ông đi đâu? Ông không ở đây với tôi hả? Bà chủ bà muốn gặp riêng bà. Giả lại tôi còn ra tỉa mấy cây kiển nữa. Ông chủ sắp về rồi, ông mà thấy mấy cây kiển lung tung, ông la tôi chết. Nghe, đứng đây đợi bà đi nha. Ừ. Không sao đâu, có tôi nè. Ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý. Ông Quý ơi.
Ông Quý ơi, 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 ông Quý, lên chút cơ Bình. Tại mày bằng giấy hay sao đấm nhẹ hiu vậy? Dạ không, tay con bằng thịt, nhưng mà tại vì con sợ cậu ba đau á. Tuy là anh không thể thuyết phục má cho em một danh phận đàng hoàng, nhưng mà ít ra má cũng đã nhượng bộ chịu cho em lên phòng làm vợ anh. Từ nay cuộc đời của em sẽ không còn phải vất vả cực khổ như trước nữa. Nó biểu kêu bằng anh đi mà cứ cậu ba hoài à? Còn muốn làm con hầu hoài luôn hả? Tại em kêu không có quen, với lại kêu bằng anh nghe nó kỳ lắm. Không quen hả? Thì mình kêu lần lần đi cho nó quen. Làm sao mà quen được? Muốn quen hả? Dễ lắm. Sao cậu ba? Em làm như vậy nè. Trời, cậu ba té bây giờ đi nè. Bỏ em xuống. Em té bây giờ. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba nè. Thank you.
đẹp quá. Em thích không? Của em hết đó. Tình mộng xuống bão. Đẹp quá. Đẹp quá cậu ba. Giọt lệ sầu lặng thinh, ta khóc phân ly. Một bóng hiu hoành lạc trôi xuôi ngược về đâu. Nhân là vợ của anh rồi thì em không cần phải làm việc nhà nữa. Cứ việc ở không, ăn ngon mặc đẹp, chờ ngày sanh con cho anh. Khóc duyên trăng thề, người ơi có chủ. Sao nghe cậu Bình nói vài bữa nữa ông chủ mới về mà. Tôi xưa nay vẫn thích bất ngờ. Dạ. Vì không biết sao. Dạ. À, ở nhà có chuyện gì không vậy Bảy? À, dạ không, thưa ông. Tôi cũng mong là vậy. Dạ. Thank you.
Cậu ba, cậu vẫn còn nhớ tới em sao? Bà kia. Dạ. Dám tự tiện vô phòng của người khác hả? Dạ. Dì Bảy đâu? Dạ dạ. Anh dạ. Gì đâu? Bao nhiêu năm rồi, vẫn cái giọng đó, vẫn tính nóng nảy ồn ào không thay đổi. Nhưng mà ông ấy không nhận ra mình. Anh Nhi đâu? Chết hết rồi hả? Bà kia. Dạ. Tôi hỏi sao bà không nói? Bà là ai? Sao dám tự tiện bước vô phòng của tôi? Dạ dạ. Ông chủ bớt giận. Dạ, tại vì tôi bị lạc đường. Cái bà kia đã kêu bà ngồi yên ở trong phòng khách rồi. Nhà người ta mà bà đi lung tung gì kỳ vậy? Kéo nhà như vậy đó hả? Hả? Ra ngoài hết cho tôi. Đi. Chuyện trong nhà mà bếp xếp ra ngoài, ông ấy sẽ cắt lưỡi bà đó. Ông ấy rất là nóng tính. Dạ bà chủ yên tâm, tính nóng nảy của ông chủ tôi còn lạ gì nữa. Bà nói không lạ tính chồng tôi là sao? À, dạ không. Dạ, ý tôi á là tôi nghe chồng tôi kể nên tôi mới biết. Tôi với bà đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Thân tôi quê mùa nghèo hèn, làm gì có vinh hạnh được gặp bà chứ. Bà nói cũng phải, nhưng mà không hiểu sao, tuy mới gặp bà lần đầu mà tôi thấy quen lắm. Giống như là ngày nào cũng gặp nhau rồi á. Dạ, chắc là người giống người thôi bà chủ. Ừ, có lẽ vậy. Bà có biết hôm nay tôi kêu bà đến đây để làm gì không? Dạ thưa, tôi không biết. Con Phượng có nói với bà chuyện con trai của tôi muốn cưới nó làm vợ chưa? Bà vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Bà đừng có giả bộ đóng kịch quê mùa ngây thơ trước mặt tôi. Má con của bà chắc hẳn đang vui mừng hí hửng vì tưởng một bước lên trời. Trong chớp mắt, từ con hầu trở thành bà chủ. Bà chủ à, bà nói cái gì vậy? Tôi không tin con Phượng chưa nói gì với bà. Dạ, thực sự là con Phượng chưa nói gì với tôi. Nhưng nếu đây là sự thật, tôi nhất định sẽ bắt nó rời xa. Rời xa? Tại sao? Đây không phải là cơ hội đổi đời sao?
cơ hội mà đám dân đen các người hằng mơ ước sao? Đây không phải là cơ hội, mà là bất hạnh, là ngang trái, là nghiệt quan cho con gái của tôi. Xem ra cuộc nói chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu như bà đã biết đây không phải là cuộc tình dễ dàng đơm hoa kết trái, thì hãy kêu con Phượng lập tức tránh xa con trai của tôi ra. Tôi sẽ cho nó một số bạc hậu hĩnh. Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng bà không cần phải cho gì hết. Bắt đầu từ ngày mai, tôi xin bà cho con Phượng được nghỉ việc. Còn bây giờ, tôi xin phép bà tôi đi về. Tôi xin phép bà chủ. Mình chưa kịp nói gì mà. Bà chủ, ông chủ đang nổi giận, ông muốn gặp bà liền đó. Tôi biết rồi. Dạ. Làm cái gì mà bày đồ đó tùm lum vậy mày? Dạ. Dạ, tại con đang trồng bông. Ai sai mày trồng? Tao đã nói mày là con hầu của tao thì mày chỉ nghe lời tao thôi. Mày nghe lời hả? Hả? Dạ, con có nghe lời cậu ba. Với lại cũng không ai biểu con trồng hết á. Là con tự ý trồng. Mà con trồng bông lài á cậu ba. Bông lài? Dạ. Tự nhiên mà trồng bông lại làm cái gì? Dạ, thì tại vì hôm bữa con nghe cậu ba kể, hồi nhỏ ông chủ có trồng một bụi bông lài. Chiều chiều ông chủ hay dắt cậu ra chơi ở gần bụi bông lài đó. Rồi cậu ba thích lượm bông lài đem về ép trong tập nữa. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Cậu ba không thấy sao? Cái khu này nè, cậu ba thường hay ra đây dạo, nên con trồng bông lài ở đây. Mai mốt cậu ba ra ngoài này á, cậu ba sẽ ngửi thấy mùi bông lài thoang thoảng, rất là thư giãn. Mày làm chuyện này là vì tao hả? Dạ phải. Con thấy cậu ba làm nhiều việc cho con rồi, cho nên là con phải làm một cái gì nhỏ nhỏ cho cậu ba chứ. Anh hai, má kìa. Má sao vậy anh hai? Anh cũng không biết nữa. Từ chiều anh đi mần về là đã thấy má như vậy rồi. Vậy là má chưa ăn uống gì hả? Má không có nấu cơm. Còn em nữa, bữa nay đâu phải ngày nghỉ của em đâu mà về sớm chị. Má kêu em về. Má kêu em về? Ừ, má kêu em về mà từ chiều đến giờ không nói với em tiếng nào hết trơn á. Sao kỳ vậy? Má kêu em về rồi lại ra đó ngồi một mình nữa. Em không biết nên mới hỏi anh nè. Thôi mình ra với má đi. Má, sao má ngồi đây một mình vậy? Má, má đang khóc hả? Không có. Chắc do bụi bay vô mắt thôi. Mà hai đứa ra đây làm gì vậy? Má à, con nấu cơm chín rồi. Hay là má vô ăn cơm chung với tụi con đi. Má chưa đói. Hai đứa vô ăn trước đi. Má có chuyện gì giấu tụi con hả? Má nhớ ba hay là má nhớ nhà vậy? Có chuyện gì vậy má? Má có buồn con không? Con có làm gì đâu mà má phải buồn. Má chỉ lo lắng thôi.
Phượng à. Dạ. Bắt đầu từ ngày mai con nghỉ làm ở đó đi. Má, sao nghỉ làm? Sao tự nhiên má biểu con nghỉ làm vậy? Má biểu sao á thì em nghe vậy đi, hỏi làm gì nữa. Nhưng em đang làm ở đó tốt mà, ông bà chủ cũng rất vừa lòng nữa. Má, có chuyện gì vậy má? Lập tức tránh xa cái gia đình đó càng nhanh càng tốt. Đợi ít bữa nữa thu xếp xong mọi chuyện, má sẽ dắt con về quê. Má, cuộc sống của gia đình mình sẽ êm đẹp giống như từ trước tới giờ. Má à, trước đây con cũng từng nghĩ như má, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cậu Bình á là người tốt, biết chăm lo đời sống các anh em công nhân, với lại đã cấp căn nhà này cho mình nữa. Con nghĩ xa cách chia bà gần gũi, con có cơ hội chăm sóc cho má nhiều hơn. Con cũng thấy vậy á má. Với lại tuy không nói ra nhưng mà tí rất là thương má. Má mà về quê tí nhớ má lắm đó. Má ở lại cho tí vui nha má. Má đã nói không là không. Nếu con cãi thì con cứ ở lại đây, má đi về một mình. Má. Má à. Má. 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 Anh hai, sao tự nhiên má nổi giận vậy? Em đâu có nói gì sai đâu. Má bữa nay rất là lạ. Trước giờ có bao giờ má la hai anh em mình như bây giờ đâu. Anh hai, tự nhiên em thấy lo quá. Má đã muốn như vậy rồi á, em nghe lời má đi cho má vui. Nhưng mà em còn muốn về quê. Em có người thương rồi. Cái gì? Mới đây mà có người thương rồi hả? Em đúng là hư thiệt á. Nè, thằng Nhàn hay là thằng Nghĩa? Nói. Nói. Sao vậy? Em rất là khó nói, em không nói được. Là ai? Nói không? Là cậu hai. Trời, cái gì? Cậu hai? Chị Bảy. Dạ ông chủ. Con Phượng hôm nay đâu? Sao thấy gì lạ mình vậy? Dạ nó. Em cho nó nghỉ rồi. Cái gì? Tại sao lại cho nó nghỉ? Coi bộ càng ngày cô càng lộng quyền trong cái nhà này rồi đó. Không phải là ý của em. Má của nó tới đây xin cho nó nghỉ. Má nó? Là người đàn bà hôm trước anh gặp đó. Nhưng tại sao lại xin nghỉ? Thì anh đi hỏi bà ta, làm sao em biết được. Đừng tưởng là qua mặt được tôi. Tôi mà phát hiện ra có khuất tất trong chuyện này, cô liễu hồn với tôi đó. Bình ăn xong chưa con? Dạ con ăn xong rồi. Xong rồi thì đi theo ba. Dạ. Ăn đi con. Má. Má cho em Phượng nghỉ thiệt hả? Má của nó đã xin nghỉ rồi, làm sao mà má không cho được. Em Phượng không làm nữa. Vậy má có cưới em Phượng cho con không? Không phải là má con mình đã giao hẹn rồi sao? Còn phải chờ coi kết quả hai con cá của con có sống được với nhau hay không. Con quên rồi hả? Con quên mất. Má chờ con chút. Ừ.
Má ơi, má, má coi nè, đó, hai con cá của con vẫn sống vui vẻ với nhau nè má. Nè, má nhìn đi. Nếu như tụi nó có thể cùng sống chung với nhau được thì má sẽ cưới con Phượng cho con. Vậy hả? Con cảm ơn má. Má đã trình bày tất cả mọi lý do, từ chủ quan cho đến khách quan, nhưng họ vẫn không đồng ý gia hạn công tra. Ba vì thuyết phục họ cho nên mới ở lâu ở bên đó. Người nước ngoài, người ta rất nguyên tắc và cứng nhắc trong việc quyết định, không dễ dãi xoay xoa như người Việt đâu. Nên ba không thể thuyết phục họ là chuyện bình thường thôi. Mức bồi thường trễ hạn không có nhỏ đâu con. Con biết, đó là điều khoản mà ta đã biết ngay từ đầu. Không phải là họ cố tình lừa ta. Tuy nhiên, ba cũng không nên lo lắng quá mà hao tâm tổn sức. Đây là lần đầu làm ăn với người ta, ba không lo cái khoản bồi thường. Nhưng ba chỉ lo là công tra này sẽ lọt vào tay của thằng Năm Hùng. Cái thằng khốn đó, nó giống như là đĩa bám lấy ba vậy. Bao nhiêu công tra của ông ta đều bị ba chiếm hết. Dĩ nhiên là phải hận và bám lấy ba rồi. Nó rất là muốn chiếm lấy cái công tra này, và cũng đã lớn tiếng quên quan khoe khoang khắp giới đục điện. Nếu ba để công tra này lọt vào tay hắn thì ba chẳng còn mặt mũi nào hết. Ba yên tâm, mặt mũi của ba chắc chắn sẽ không bị mất. Con nói nghe dễ dàng quá ha. Không phải là chắc ăn mà là rất chắc chắn. Hàng đã đóng sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ lệnh ba là xuất đi thôi. Hàng đã đóng thùng sẵn. Hàng ở đâu? Không phải là con đi mua lại của người ta với giá cắt cổ đó chứ? Không, con trai của ba đâu có khờ. Con trai của ba? Con làm sao mà dối vậy? Chuyện đó, thôi để từ từ con sẽ kể cho ba nghe. Nhưng mà có chuyện này con muốn hỏi ba. Chuyện gì? Nếu như con để ý một con hầu, ba có cho con cưới người đó không? Tự nhiên. Sao con hỏi vậy Bình? Là con thí dụ thôi. Nếu như con lỡ thương một con ở thì ba có chấp nhận không? Má chồng tôi sao rồi thầy? Sao tự nhiên đang sân sẩn mà lại té xỉu? Bà hội bỏ ăn mấy bữa nay mà không biết à? Má tôi bỏ ăn? Dạ. Làm gì có chuyện đó. Ngày nào tôi cũng sai tôi nói dọn đủ ba bữa cho má tôi mà. Dạ thưa mợ, mấy bữa nay con đem cơm vô rồi lại đem ra, bà ăn có mấy muỗng rồi bỏ. Sao mày không nói cho tao biết, để cho bà ra nông nổi này. Tội của mày đáng mười rồi đó. Dạ con biết rồi mợ. Bà hội bỏ ăn hai ngày, nhưng trước đây bà ăn rất là ít nên dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Thêm nữa bà bị chứng bệnh cao máu, cho nên không thể để tâm trạng buồn vui xáo trộn. Nhà này á rất là ổn định nên tâm trạng má tôi á thì làm gì có chuyện buồn vui. Tôi đã kê đơn thuốc,
mở hái sai người ra tiệm hút về, rồi phải sắc như thường lệ nha. Ba chén còn lại 8 phần. Mày coi đi, rồi đi hút sắc cho bà uống. Dạ. Hết của thầy đó, cảm ơn thầy nhiều. Nè, mà nhớ lưu tâm tới bà nha. Bà lớn tuổi rồi, không nên để bị té, dễ bị đột quỵ lắm. Tôi biết rồi, thầy còn gì dặn dò nữa không? Dạ không, hết rồi mợ. Coi dẫn thầy về cẩn thận đi. Dạ. Dạ mời thầy. Má làm sao vậy? Già rồi thì phải ráng giữ sức khỏe chứ. Muốn ăn cái gì á thì kêu tụi gia đình nó nấu cho. Bài đặt nhịn ăn rồi khai với thầy Tư. Lỡ như á ổng đi đồn ra ngoài, người ta tưởng á là tôi bỏ đói má nè. Má biết rồi. Từ nay má sẽ cố ăn uống để giữ sức khỏe. Ông thầy á, ông nói má bị cao máu. Má mà té một cái là nằm bán thân một đống luôn đó. Bà ráng á, mà lo dưỡng cái thân đi. Nằm một chỗ á, tôi lo không có nổi đâu. Má sẽ cố giữ. Vậy đi. Mà sao tự nhiên má bị té rồi má bỏ ăn vậy? Bộ có chuyện gì hả? Đâu không có. Không có chuyện gì đâu. Không có thì thôi. Nằm đó đi. Một lát tụi nó nấu thuốc xong á, rồi đem vô cho. Ráng mà uống cho hết đó. Tôi đi đây. Nè, con đi đâu? Tôi qua nhà chị Cai làm vài bàn. Ở nhà mấy bữa tù chân cẳng quá. Khá lắm, ba bất ngờ về con đó. Thật ra thành công lần này không phải chỉ do con, mà còn có Hải góp sức nữa. Hải? À, Hải là đứa đã từng dẫn đầu đám công nhân, đã từng bị ba cho cây tuốt đóng trăng phơi nắng đó. Cái thằng khốn đó thì có công cán gì. Ý được cái thích chống đối, sách động công nhân. Lần này anh ta cũng sách động, xúi giục công nhân, nhưng mà là xúi giục họ làm hết sức cho con.
Ba coi, nếu như mà mấy công nhân này không làm hết sức hết lòng, làm bán mạng ngày đêm, thì con có tài thánh cũng không sao làm nổi chuyện này. Con có thể tăng giờ làm, dùng rồi bắt tụi nó làm nhanh lên. Có tăng giờ, có dùng roi giò cũng vậy thôi. Sức người có hạn, roi giò càng làm cho công nhân bị mất sức, bất mãn, sẽ không làm kịp tiến độ của mình. Ở trong trường hợp này, con sẽ dùng nhân tâm thu phục là thượng sách. Thu phục nhân tâm cả ngàn đứa không phải là chuyện dễ đâu con. Ba thường đi săn mà không hiểu quy luật của rừng xanh. Muốn thuần phục chó hoang thì chỉ cần thuần phục con chó đầu đàn. Đám công nhân thất học kia không khác gì một đàn chó. Ngay từ đầu đã tôn thằng Hải lên làm vị trí đầu đàn. Chuyện dùng vũ lực thay nhân tâm như con nói, từ từ rồi bàn sau. Bây giờ con phải giúp ba chuyển số hàng này ra tàu quả trong thời gian nhanh nhất. Ba yên tâm, nội trong ngày mai hàng của ba sẽ chuyển hết lên tàu. Được, cứ như vậy mà tiến hành. Bây giờ ba phải đi ăn trưa với mấy người bạn đi. Dạ, ba đi. À, còn chuyện con hỏi ba hồi sáng đó. Dạ, là chuyện gì ba? Chuyện mà con hỏi ba có đồng ý cho con cưới vợ là con Hầu không đó. Dạ, con chỉ hỏi ví dụ thôi, ba đừng có nóng giận. Câu trả lời của ba là chỉ cần là người con thương thì bất kể là ai, ba cũng đồng ý. Ba đồng ý cho dù đó có là ai? Phải, cho dù người đó là ai, chỉ cần con thương thì ba sẽ không ngăn cản. Nhớ cho kỹ, đừng vì hai chữ giai cấp mà đánh mất đi hạnh phúc của đời mình. Những lời này không giống ba mình một chút nào. Bà Bảy có mua tép không? Cho con vài con đi. Có. Biết cậu ba có nuôi cá nên nhà dù không ăn tép, bà Bảy cũng ráng xin cho cậu mấy con. Dạ, con cảm ơn bà Bảy. Bà thiệt là thương con. Bà ở đây từ khi cậu mới sanh, ẵm bọng trên tay rồi chăm sóc cho cậu hàng ngày, sao mà không thương cho được. Quên nữa, tép của cậu đây. Dạ. Nè cậu. Bà Bảy, bà coi cá của con nè. Hai tụi nó ngày nào cũng được ở gần nhau nên vui lắm. Không có giống như con, bây giờ không có được gặp Phượng mỗi ngày như trước nữa. Cậu ba nhớ Phượng lắm à? Từ đó tới giờ, ngoài bà Bảy ra, chỉ có Phượng là chịu chơi với con, chịu nghe con nói chuyện.
Làm sao mà con không nhớ? Nhưng mà má nói là từ từ đợi con lớn thêm chút rồi má sẽ cưới cổ cho con. Lúc đó con sẽ được ở chung với Phượng, giống như hai con cá này nè. Đúng đó, không có gì vui bằng khi hai người thương nhau mà lại được ở cạnh nhau hết. Dạ đúng rồi, không thương nhau mà ở chung với nhau là đau khổ lắm. Cậu ba mà cũng biết nói những lời đó sao? Tại con thấy ba với má con nên con mới biết. Cậu nói cái gì vậy? Ba với má con á, không có thương nhau. Ba con chỉ thương cái người đàn bà ở trong căn phòng kia thôi. Nên lần nào ba về, ba cũng đánh, cũng chửi má hết. Bà Bảy không có biết đâu, má con vừa buồn vừa khổ lắm. Chuyện này cậu có nói cho bà chủ nghe chưa? Má nói ở trong cái nhà này cấm tò mò, cấm nhiều chuyện, cho nên con không có nói. Bà Bảy cũng vậy, không được nói cho má con biết nghe chưa? Con còn một bí mật nữa muốn kể cho bà Bảy nghe. Còn bí mật gì nữa? Ông thầy Nam á, ông thương má con rồi. Cậu ba không có được nói bậy nghe. Thầy Nam ông làm sao mà? Con nói thiệt mà, bà Bảy không tin hả? Đó, bà Bảy nhìn ngoài vườn kìa. Ông thầy Nam này á, mỗi tháng lúc trước tới có một lần à, bây giờ tuần nào cũng tới hết. Chưa hết nghe, con thấy thầy Nam mua giải tặng cho má con mà má con không có lấy. Bà Bảy. Cái gì? Bà Bảy tin lời con chưa? Cậu ba ơi, chuyện này rất là hệ trọng, cho nên cậu không có được nói với ai nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó. Sao nguy hiểm hả bà Bảy? Chuyện này mà nếu để tới tay ông chủ là sẽ xảy ra án mạng đó, cậu hiểu không? Án mạng? Là có người chết hả? Ủa mà ai chết? Bà Bảy, tay bà chảy máu rồi kìa. Cậu hai. Phượng. Cậu hai, sao cậu hai lại tới đây vậy? Mấy bữa nay không gặp, anh nhớ em quá. Tranh thủ lúc ba đi gặp mấy người bạn là anh chạy ù tới đây gặp em liền nè. Em cũng nhớ cậu hai nữa. Trong nhà có ai không em? Dạ không, ba em đi lên đồng điền cao su rồi, còn má thì nấu ăn trên láng. Vậy hả? Vậy thì may mắn quá. Sao may mắn cậu hai? Anh chưa nói cho em biết đâu, chút nữa anh sẽ nói cho em biết. Để em lấy nước cho cậu hai rửa mặt nha. Cầm giùm anh nha. Không ngờ là em cũng cùng sở thích với ba anh là trồng bông lại đó. Không phải, đó là bông lại của má em đó. Vậy hả? Đẹp quá ha. Mình vô nhà nha. Cậu hai đi làm mệt lắm đúng không? Cầm giùm anh nha.
cậu hai uống nước cho đỡ khát nè. À, tôi để đó cho cậu đi. Cậu không có khát. Cậu chỉ muốn em bóp vai cho cậu thôi. Dạ được. Bên này nữa. Ở đây nữa nè. Cậu hai, cậu hai làm gì vậy? Mấy bữa nay không gặp, anh nhớ quá. Cho hùng cái nha. Cậu hai, nhẹ, đừng có làm bậy. Người ta thấy bây giờ đó. Có ai đâu thấy. Anh hai với má đều đi hết rồi, có gì đâu mà sợ. Nè, nè. À, anh có cái này cho em nè. Cái gì vậy cậu hai? Anh muốn cưới em làm vợ. Cậu hai giỡn với em đúng không? Đâu có, đâu có nói giỡn. Anh nói thiệt lòng đó. Anh cũng đã nói chuyện với ba anh rồi. Trời đất ơi, cậu hai nói chuyện với ông chủ hả? Phải. Ông chủ sẽ giết em chết mất. Em đừng lo, ba anh không có giết em đâu. Ba anh còn nói là chỉ cần anh thương ai, dù người đó giàu sang hay là nghèo hèn, chỉ cần anh thích, ba anh đều chấp nhận hết. Thôi, có phải là cậu hai nói cho em vui đúng không? Không, anh nói thiệt mà. Anh nói thiệt lòng đó. Nhẫn cưới anh cũng đã mua rồi. Em còn nghi ngờ gì nữa? Đợi giao hàng xong chuyến này, thương thả, anh sẽ nói ba qua hỏi cưới em. Anh đừng có mơ. Ai cho anh cưới hồi nào mà cưới? Ai cho anh cưới hả? Em không cưới anh thì cưới ai? Định giỡn với anh đúng không? Đứng lại. Nè. Con quạ muốn thành con công, nó khoác trăm màu sắc lên mình, tưởng đâu là ống ánh, không ngờ công ra công, quạ ra quạ. Đã xấu rồi thì mặc cái gì cũng xấu hết, mày hiểu không? Dạ biết. Cũng như mở đây thuộc hàng trăm anh, mặc gì cũng đẹp, màu nào cũng sang hết. Cô kia, cô nói ai quả, ai công hả? Rau con, rau con, rau con để mọi người làm đi. Ai quả, ai công thì tự biết đi. Anh ơi, rành rành trước mặt như vậy rồi, cô không thấy sao mà còn hỏi. Rủi như người ta không tế nhị, người ta nói thiệt ra, rồi có phải mất mặt không? Tôi á, thì không có được tế nhị lắm. Nên á, tôi nói thẳng ra luôn nè, quạ hay công gì đó thì cũng cao giá hơn á, là cái thứ gái độc không con. Mà là gái độc á, bị chồng bỏ chồng chê ê hề nữa. Ba, đánh tao hả? Đưa 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 đ
Nè nè nè, chuyện gì ông sầm vậy? Chuyện gì ông sầm vậy? Chuyện gì? Anh á, phải lấy lại công bằng cho em đó. Mà chuyện gì đâu, em kể cho anh nghe coi. Em đang lựa vải may áo, cái cô này cổ lớn tiếng mắng chửi em à. Cổ nói em là quạ mà muốn mặc áo công. Em nói lại á thì cổ tát cho em một cái. Trời ơi, muốn trẻ qua hàm luôn nè. Đâu đưa anh coi coi. Thôi được rồi, để anh. À, thì ra là mợ Hai Sáng, con dâu của bà Hội Đồng đây mà. Thôi, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, có gì thì nói, chứ cớ sao lại động tay động chân với nhau. Trời ơi, thì ra là anh chị lắm mà em quên mất. Tưởng ngày xa lạ, mong anh chị thương tình mà xí xóa cho. Nè, chắc là hiểu lầm nhau thôi, em đừng có làm lớn chuyện lên. Thì lời của anh lúc nào cũng chí lý. Mình á là người lớn mà, đâu có trách kẻ dưới mình làm gì. Người ta nói hẹn trước không có bằng gặp nhau ở chỗ tình cờ như vậy. Có duyên thì mới gặp nhau. À, tôi có nhà ý như thế này. Vợ chồng tôi muốn mời mợ Hai ăn trưa với vợ chồng tôi. Không biết mợ Hai có cho tôi vinh hạnh này không ạ? Dạ, anh đây đã có lòng á, thì sao em dám từ chối chứ. Tôi biết cái quán ăn này nấu ăn ngon lắm nha. Mời mợ Hai nghe. Thôi đi em, đi. Đàn ông gì đâu mà dịu dàng thanh tao dữ đa. Cái tật tôi nói hoài không có bỏ. Mình phải ăn lót dạ cái gì đi, rồi muốn làm gì thì làm. À, mình đừng có nhận nữa. Anh chỉ xem lại cái sổ thu lúa ở Cà Mau của thằng Thơm, coi nó có sai sót gì không thôi. Coi có ghi chép được không mình? Không có sai chỗ nào hết. Rõ ràng, rành mạch. Không ngờ mới lần đầu mà nó đã làm tốt như vậy rồi. Xem ra tụi mình sắp được ngồi chơi hưởng phước rồi đó. Mình á, lúc nào mà không bao che cho nó. Từ nhỏ tới lớn, luôn luôn đứng về phe tụi nó để chống em hả? Má la thì phải có ba đỡ, chứ cả hai cùng la thì con nó biết dựa vào ai. Mình cứ làm vậy hoài, người ngoài người ta không biết nhìn vô, cứ tưởng đâu em là mẹ ghẻ la mắng con chồng. Mới sáng ra anh không muốn bị mất tâm trạng vì lời nói của em đâu. Không có con chồng con vợ gì ở đây hết, tụi nó là con của mình. Mình à, em cảm ơn mình. Tự nhiên sao bữa nay mình khách sáo quá vậy? Làm như vợ chồng mình mới cưới không bằng. Em có khách sáo hồi nào đâu. Đời anh tính ra cũng khá may mắn. Cứ tưởng đã bỏ đi thì lại gặp em và các con. Năm đó nếu không được các con kéo về, anh không biết đời mình sẽ trôi nổi tới đâu nữa. Mình á,
còn dám nhắc. Cái lần đó làm người ta sợ muốn chết hả? Cậu Hai, cậu Hai tỉnh lại đi cậu. Cậu Hai, tỉnh lại đi. Cậu Hai, tỉnh lại đi. Cậu mà có bị gì em không sống nổi đâu. Tỉnh lại đi cậu. Cái chuyện đã mấy chục năm, xưa lơ xưa lắc rồi, mà mình cứ nhắc hoài. Dù bây giờ hay mấy chục năm sau nữa, anh vẫn thích nhắc lại giây phút đó. Mình có biết, trong cơn mơ màng, câu nói của mình đã làm tim anh đập mạnh lên. Cũng nhờ như vậy, anh mới tỉnh lại được đó. Mà sao lâu quá anh không nghe mình nói câu nào ngọt ngào như vậy hết. Cái ông này già đầu tóc bạc rồi, con đàn cháu đóng rồi, vậy mà cái tật cũng không bỏ hả? Xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly chia sẻ chiếc thái duy này trong thời gian ngắn đã hoàn thành công tra với ông. Tao nói đúng chứ? Mày nói cái gì? Tao nói mày là một thằng nhà quê trôi dạt tới đây rồi ăn may cưới được vợ giàu. Nếu như không nhờ danh tiếng một đời của ông và vợ để lại thì mày có trật vật cả đời cũng không thể nào leo lên được cái địa vị này. Đừng có ba hoa khoác lác. Chẳng qua mọi người ở đây vì phép lịch sự thôi, chứ trong thâm tâm của họ chẳng ai nể phục mày đâu. Ủa, thế tao biết mày không hả? Xin mời mọi người. Nào, cứ tiếp tục. Xin mời. Ăn đi. Vui vẻ lên đi. Tôi không có thấy gì hết à ngang. Mình nè, làm cho anh chị lắm cười mình kia. Tuổi tôi á
ngưỡng mộ chú thím chứ không có cười đâu. Từng tuổi này rồi mà còn mặn nồng như vậy á, đúng là quý hóa quá. Mời ông bà ngồi. Hôm nay tụi tôi qua đây trước hết là hỏi thăm sức khỏe của chú thím. Rồi sẵn tiện tôi muốn hỏi cái chuyện hôm mà vợ chồng tôi có nhờ chú thím giúp đi kiếm mua giùm đất đai đó mà. Dạ, anh chị cứ ngồi với anh Văn, em xin phép vô để châm thêm nước trà. Dạ. Tôi đã tìm hỏi mấy người lân cận rồi, không ai chịu bán hết, người ta chỉ muốn mua thêm thôi. Chà, vất vả cho chú quá. Vợ chồng tôi có chút quà gửi biếu chú thím để tỏ lòng cảm ơn, mong chú thím nhận cho. Trời ơi, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, anh chị khách sáo làm chi. Dạ, em mời anh. Em mời chị. Ủa, mặt chị bị sao vậy? Nhắc tới là thấy tức hả? Hồi sáng đi chợ, tôi gặp cái con chằn tinh trong cái huyện này nè. Tôi không có chọc ghẹo gì nó, mà tự nhiên nó xiên xỏ, móc ngoéo, rồi còn đánh tôi nữa chứ. Ủa, trời đất, ai mà hồ đồ ngang ngược dữ vậy? Thì còn ai trồng khoai đất này? Con hai sáng, dâu của bà hội đồng chứ ai. Ủa, mà thím sao vậy? Thím có quen con hai sáng hả? Dạ. Cổ là vợ cũ của chồng em á. Trời, bà thiệt là nói không có nhìn trước nhìn sau gì hết. Chú Văn à, tôi xin lỗi nghe. Đúng ra là bà nhà tôi không có cố ý. À, không có sao đâu. Tôi và cổ đã hết duyên với nhau hơn 20 năm nay rồi. Dạ, xin hai chị không phải ngại. Có điều tôi khuyên thật lòng, hai người nên tránh xa, đừng dây dưa với cổ, không có hay đâu. Người vô liêm sỉ như nó, ai mà thèm dây vào. Ồ, sao khá nhiều quá vậy? Mới nhổ trà hay tắt đìa phải không? Sao nữa rồi? Trán chảy máu rồi kìa. Đưa mở coi. Trời ơi, té nguyên đường luôn nè. Trơn bụng té nữa phải không? Đã dặn là đi đứng phải cẩn thận, lo mà chui vô mấy cái gốc cây để bắt cá phải không? Ý em là mợ hay sáng đánh em hả? Mà sao đánh? Trời ơi, thiệt là con nhỏ bệnh tật như vậy mà cũng không tha nữa. Hiểm à, cậu dặn lần này lần cuối nha. Từ nay không được bắt cá trong mương, trong đìa, quanh nhà mợ hai nữa nghe chưa? Mợ hai muốn ăn á thì cậu cứ cho mợ hai ăn đi. Tranh giành làm cái gì để u đầu chảy máu như vậy? Thôi, nó làm như vậy là vì quý mình thôi. Mình cứ la làm con nhỏ nó sợ. Thôi, bây giờ con đi xuống nhà để mở sức thuốc cho nghe. Rồi chút nữa ở lại ăn cơm với cậu mợ. Ăn xong á, mợ sẽ soạn cho mớ đồ hen. Thôi đi. Dạ em xin phép ạ. Em xin lỗi vì đã phiền ông bà về những việc không đâu. Không có sao đâu, tôi hiểu mà.
Mình là người nhà cả mà, không có sao đâu. Dạ. Mời ông bà dùng nước. Thank you.
đâu rồi? Cái tờ trọng lấy hết ra chưa? Lấy chưa? Quay, quay cẩn thận. Cẩn thận đó. Cậu hai, cậu hai. Mẹ, mọi người, cậu hai đâu? Cậu hai đâu? Hương, mau dập lửa đi. Trời ơi, bị muốn chết hả? Hương, cậu hai. Cậu hai đâu? Cậu hai đâu rồi anh ơi? Cậu hai. Cậu hai ơi. Em phải cứu cậu hai. Hương à, bỏ em ra. Em phải cứu cậu hai. Hương, cậu hai. Cậu cứu cậu hai. Không. Để tôi về lấy mấy bộ chân nha. Dạ. Cậu xin trời Phật phù hộ cho mọi việc được êm xuôi, phù hộ cho các con của con bình an vô sự. Cả đứa con của con bên người đó nữa. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, hồi nãy nghe nói bà đi lộ qua phòng bà lớn phải không? Ừ, tôi bị lạc đường. Ủa, bữa nay bà bị gì vậy? Tôi biểu ngồi yên nó chờ bà chủ rồi, rồi lộ đi đâu lang thang lứ thứ cho bị lạc, bị ông chủ bắt gặp luôn hả? Ừ. Tôi nói cái số bà còn hết, gặp bữa ông chủ cũng dễ đó. Thường ngày ai mà lọt vô cái phòng đó đó, không bị đòn cũng bị phạt phơi nắng cả ngày. Coi bộ ông chủ ông quý cái phòng đó lắm hả ông? Ôi, cái phòng đó có gì đâu quý. Ông quý là ông quý bà vợ đã chết của ông kìa. Bà đừng có thấy ông chủ ông hung dữ gì mà bà lòng. Thấy vậy đó chứ ông chung tình dữ lắm. Chung tình đến đổi lấy tên vợ của ông đặt cho cậu hai luôn đó. Lấy tên vợ
đặt tên cho con sao? Ừ, tôi nghe mọi người ta nói vậy đó. Vậy là cậu hai cũng tin Bình sao? Ủa sao bà biết? Ủa mà bà cũng tên Bình? Kỹ tá, có khi nào liên quan tới bà không? Ông nói bậy cái gì vậy? Ở đời tên trùng tên là chuyện bình thường, tôi làm sao mà liên quan được? À, cũng phải ha. À, ông nè. Gì? Tôi định ít bữa nữa thư thả, tôi dắt con Phượng về quê. Bà không hả? Vất vả cực khổ lắm tôi mới tìm được công việc cho hai người. Làm chưa được bao nhiêu ngày mà đòi về? Là sao? Thời buổi này một mình tôi không có kham nổi hai má con bà đâu nha. Thì về dưới tôi với nó sẽ làm mướn bắt cua kiếm sống. Bà chủ biểu rồi, tôi không có cãi được. Giờ đang thiếu người làm, sao bà chủ bến đuổi Phượng được? Bà đừng nói dốc tôi nghe. Thôi, tối về tôi kể cho ông nghe. Còn bây giờ dẫn tôi ra cửa giùm đi, chứ tôi đi vòng vòng hồi tôi đi lạc nữa. Đi, đưa tay đây. Đưa tay làm chi? Đưa tay dắt đi chứ làm chi? Bà này hỏi toàn là câu khó không ta? Đưa tay đây. Mệt bà quá. Đi lẹ đi còn ngó cái gì nữa mới. Ê, ê. Trời ơi. Ủa, bà có sao không? Dì có sao không dì? Tôi không sao. Khổ thiệt chứ. Tôi xin lỗi dì nha, tôi vô ý quá. Dạ, bà này là vợ tôi đó cậu hai. Dạ. Tôi nhớ mà, tôi có gặp dì ở trên láng cơm của công nhân. Mà dì có sao không vậy? Là cậu Hai Bình đó, bà qua chào đi. Ngó gì muốn rớt con mắt vậy? Cậu là cậu Bình, là con trai bà lớn nhà này hả? Ừ, phải. Dì à, dì có sao không vậy? Cậu đã lớn như vậy rồi đó hả? Được gặp lại cậu tôi mừng quá. Xin lỗi, tôi đã từng gặp dì rồi sao? Sao nữa? Người ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chết cho nó oai phong lẫm liệt một chút. Còn con bà dám liều mình cứu cậu chủ,
Xem bị lửa nướng như cá lóc nước chui rồi đó. Tiếng rồi. Con nhờ cái mệt che nên không sao đâu. Má đừng có lo cho con. Trời ơi, tía nói con liệu mình cứu cậu chủ. Mà cậu chủ nào? Ở đây có mấy cậu chủ mà bà hỏi? Là cậu Hai Bình với ai? Cậu Hai Bình? Trời đất ơi, rồi cậu ấy có sao không? Con không biết nữa. Lúc con đưa con Hai ra ngoài á, con chạy đi tìm đồ sơ cứu. Khi con quay lại thì cái tốt đã dẫn con Hai đi rồi. Ở trong lửa cả bủ vậy, không chết á cũng bị phỏng như heo quay rồi. Còn mày á, mai mốt bỏ cái tật tài lanh kia chưa? Người ta chết á có xe nhà vàng càng tay. Còn mày chết á, tao không có tiền mua hòm chốn đâu nghe con. Con má mày sao kìa? Má, 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 má. Sao má? Đưa má vô nhà. Đem vô bộ ngựa. Má, trời đất ơi, để nằm xuống đi. Đưa má ngủ lên đi anh Hai. Biết má mày thương mày vậy đó mà không biết lo thân. Đó, bà vừa thấy mày chạy gian chút xíu là bà xỉu rồi. Bà mà có bị vậy á, mày chết mày với tao đó. Má ngưng tụng kinh, nói chuyện với tôi một chút coi. Muốn làm gì thì làm. Con đợi má tụng hết cái đoạn kinh sám hối này đi đã. Sám hối, sám hối. Ngày nào cũng sám với hối. Mà có thấy tiêu tan được một chút tội nghiệp nào đâu. Má, má ngưng tụng đi. Qua đây tôi nói chuyện một chút. Con muốn nói chuyện gì? Chuyện dài lắm. Má qua đây ngồi đi. Con có chuyện gì muốn nói? Má, tôi muốn má sang tên miếng đất cho tôi. Sang tên miếng đất? Mà miếng đất nào? Thì còn miếng đất nào nữa? Má nói cứ như là nhà mình có nhiều đất đai lắm vậy đó. Sao mà tự nhiên con kêu má sang tên vậy? Sao mà tự nhiên được? Má đó, má bị bệnh nan y, má có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Nên tôi nghĩ lúc này má còn minh mẫn, đi đứng dễ dàng thì má sang tên cho rồi. Nữa má nằm một chỗ rồi làm sao mà làm? Chưa gì mà con đã trù cho má chết rồi sao? Tôi không có trù, mà là tôi nói thiệt. Mà tôi nói nè, sang tên tôi hay là tên má thì nó cũng vậy thôi. Hay là má còn muốn để dành cho ai? Má có hai đứa con, còn dành cho ai khác nữa? Má nói như vậy là sao? Hay là tới nước này rồi má còn muốn để dành cho chú ba? Má tính vậy, cái nhà hương quả này á, má dành cho con.
với nửa phần đất ruộng. Phần còn lại là cho hai anh em nó. Không được. Tất cả nhà cửa đất đai má phải đưa hết cho tôi. Khải Văn và chú ba đều đã lấy phần hết rồi. Nhưng mà phần đó là phần của ba nó. Cái phần này là phần của má mà. Má đừng có vô lý quá. Phần của chú ba, chú ba đã lấy đi mở đồn điền cao su rồi. Còn Khải Văn, chẳng phải á, chú Út đã xử cho ảnh phần ở Cà Mau rồi sao? Tôi nói cho má biết, má chia cho tôi phần còn lại như vậy á, là thiệt thòi cho tôi lung lắm rồi. Bây giờ má còn đòi chia, là chia làm sao? Má muốn để lại một chút đỉnh con à. Tình gì mà để? Người ta giỏi làm ăn, hai mươi mấy năm qua người ta mua thêm bao nhiêu nhà cửa đất đai, của ăn của để dài ra tận cổng, còn đem bố thí khắp nơi kia kìa. Má à, tôi thấy má đừng có làm chuyện dư hơi nữa. Má có cho chưa chắc người ta đã nhận đâu. Hay là má muốn đem cái gia tài này để mua tình cảm của hai người họ sao? Má ơi, muộn rồi má ơi. Còn nói cho má biết, anh Văn sẽ không bao giờ tha thứ cho má cái tội má giết má của anh ấy đâu. Hai Sáng, con đừng có nói nữa. Với chú ba thì càng không thể. Má, má già cả lẩm cẩm rồi má quên hay sao? Nhưng con còn nhớ má bao nhiêu lần khăn gói lên rừng tìm chú ấy, lủi thủi ra về. Thậm chí chú ấy còn buông lời thề độc với má nữa mà. Má xin con, má xin con, con đừng có nói nữa. Hơn 20 năm nay ở cạnh bên má chỉ có đứa con dâu hờ này thôi. Sau này á, má có nằm xuống thì cũng chỉ còn có một mình tôi dỗ quải nhang khói cho má. Nên cái phần gia tài này má phải chia hết cho tôi. Má đừng có trông mong chờ đợi hai đứa con trai của má nữa. Quả báo ác nghiệp tôi đã gây ra thì tôi phải trả thôi. Má đừng có lòng vòng. Bây giờ tôi hỏi má lần cuối cùng, má có chịu sang tên phần tài sản cho tôi không? Của cải chỉ là vật ngoài thân. Thôi được rồi, nếu mà con muốn như vậy, con làm thủ tục đi, rồi má sẽ ký. Như vậy á, có phải được không? Má bị đau ngực hả? Chờ tôi một chút. Bay đâu? Có đứa nào không? Rót cho bà miếng nước nóng coi. Chuyện này là sao? Tụi bay câm hết rồi hả? Tại sao kho lại cháy? Tụi bay ở đâu? Làm cái gì? Chết chí ở chỗ nào mà không chịu chữa cháy? Dạ,
tụi em vừa tới liền khi kho vừa phát hỏa. Nếu không thì sẽ không kịp cứu cậu hai ra khỏi biển lửa. Dạ vì cứu cậu hai mà bây giờ tay của em giờ vẫn còn phỏng rộp nè ông chủ. Đau ông chủ ơi. Tại sao toàn bộ cao su của tao cháy và hư hỏng hết, không có một thùng nào? Dạ tại lửa lớn quá. Mà ông chủ cũng biết cao su nó bén lửa, nó cháy ra sao mà ông chủ. Với lại chuyện này. Chuyện này là sao? Dạ, chuyện này em nghi có lửa âm mưu phá hoại. Nó đặt mồi lửa cho âm ỉ cháy từ trong kho phát cháy ra, cho nên khi phát hiện ra lửa nó đã lan rộng ra, không kịp chữa cháy. Thưa ông chủ, âm mưu phá hoại hả? Dạ phải. Là đứa nào gan trời? Dạ em chưa biết thưa ông chủ. Dạ nhưng em nghĩ thằng Hải nó xúi dục cái đám công nhân dưới tay nó làm. Thưa ông chủ, nó làm như vậy để làm cái gì? Dạ em cũng không biết nữa. Chắc là nó muốn trả thù ông chủ. Xưa giờ thằng này đâu có ưa ông chủ. Không phải gần đây mày nói nó ngoan ngoãn lắm rồi hả? Không phải mày nói với tụi công nhân làm ngày làm đêm cực lực để tạo ra toàn bộ số con số này sao? Nó cật lực nó cao, nhưng mà rồi nó cũng cật lực đốt hết trong một đêm. Nó quả là mưu sâu kế hiểm. Nó chơi chiêu này là nó muốn cho ông chủ trở tay không kịp đi mà. Dạ thưa ông chủ. Bỏ tiền ra mướn mới thằng ăn hở đi làm gì? Đi bắt nó về cho tao. Dạ. Em nhất định sẽ bắt hết tụi nó về cho ông chủ trị tôi. Nếu không tìm ra thằng nào chủ mưu, tao sẽ bắn từng đứa tụi bay. Nghe chưa? Dạ nghe thưa ông chủ. Còn chưa đi bắt tụi nó về đây nữa. Dạ. Sao rồi? Hải Duy có nghi ngờ chút nào không? Dạ, em đã khéo léo đổ hết tội cho thằng Hải với lại đám công nhân rồi. Cho nên hiện tại ông Duy chẳng chút nghi ngờ. Với lại ông ta còn ra lệnh cho em mau bắt hết đám công nhân đó lên rồi điều tra coi ai là chủ mưu. Mày khá lắm. Lập tức lấy tiền mua chuộc đám công nhân để tụi nó cho lời khai giả. Dạ. Tập trung hết mọi nghi ngờ về phía thằng Hải. Đám công nhân chắc chắn sẽ có phản ứng, làm cho thằng Khải Duy bận phải đối phó với đám công nhân, nên không còn thời gian nghi ngờ nữa. Dạ, em nhất định làm đúng theo lời của ông dặn. Thưởng cho mày. Dạ. Nếu làm tốt những điều tao dặn thì mày sẽ được nhận hết phần còn lại. Dạ. Yeah.
Trong đời không có gì hạnh phúc hơn bằng được hửi mùi tiền. Dạ, tại ông chủ ông biết chứ, từ ngày thằng Bình nó ra quản lý đồn điền á, là em đã không còn cơ hội để chạm tay vào những tờ tiền mới toanh như vậy rồi. Vậy cho nên mày phải bắn đứng ông chủ của mày để theo tao. Dạ, ông chủ nói phải. Đời của cái túc này chỉ có một ông chủ, là tiền thôi. Nếu ông chịu trả tiền thì cái mạng của cai túc cũng sẽ bán luôn cho ông. Ông Duy kia chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tốt lắm, tao cũng không có gì tốt hơn cho mày ngoài tiền, cho nên mày cứ yên tâm mà theo tao, và nhất định mày sẽ không bao giờ xài hết tiền. Dạ em đội ơn ông chủ, đội ơn ông chủ. Cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ tìm mọi cách chia rẽ thằng Bình với đám công nhân, kích động lên cho nó đình công. Bằng mọi cách phải pha rồi, để cho thằng Khải Duy phải bận tâm coi đi, biết không? Dạ biết rồi ông chủ. Biết rồi thì mau đi làm việc đi. Nè, nhưng mà nhớ, từ nay về sau nếu không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không được tới gặp tao, và nhất là không được để cho thằng Khải Duy biết tao dính líu tới chuyện này. Dạ. Đi đi. Dạ chào ông chủ. Cái hạng chỉ biết tiền bán chủ như nó thì không nên tình nhiều. Những chuyện gì quan trọng tuyệt đối không được nói cho nó biết. Dạ ông chủ. Bây giờ mình làm gì? Hay là mình cho tin này lan truyền nhanh để làm mất mặt thằng Khải Duy? Không làm gì cả, cứ an bình bất động. Sao ông chủ không nhân cơ hội này thừa thắng xông lên dập cho thằng Duy một cú cho nó khỏi ngóc đầu lên luôn? Tụi mày nói như vậy là chưa biết thằng Khải Duy đáng sợ như thế nào thôi. Cái tao cần lần này là công trai với ông chủ Pháp. Cứ im lặng mà làm, âm thầm ném đá vô tai, tránh đá tháo kinh xa. Và nhớ, tuyệt đối không được để cho nó nghi ngờ là mình đốt kho cao su. Chó chạy cùng đường thì không nên dùng ép nó. Ông chủ đúng là cao minh. Tụi bay cứ chờ đi, danh tiếng của nó sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa đâu. Má, má dạy em uống cháo đi má. Để má tự ăn. Má làm cho con với Tí với anh hai lo quá trời luôn à. Má thấy trong người đỡ chưa? Hay là để con đưa má đi bắt mạch hút thuốc uống? Thôi khỏi, má đỡ rồi. Mình nè, anh hai với Tí còn đâu rồi? Anh hai thì vô lô cậu mũ rồi, còn Tí cũng đi qua nhà ông chủ luôn. Má yên tâm đi, anh hai chỉ bị phỏng chút đỉnh thôi, không sao đâu. Vậy thì tốt rồi. À, hôm qua má nghe Tí nói anh hai con nhạo du lửa đi cứu cậu Bình là thiệt hả? Rồi cậu Bình có sao không con? Dạ là thiệt. Lúc anh hai cõng ảnh cõng cậu Bình thì cậu Bình đã mê man rồi. Sau đó về nhà thì tới má xỉu. Con lo cho má chưa có qua bên đó được. Con cũng đang lo trong bụng đây. Lo trong bụng? Lo cho cậu Bình hả? Phượng, sao con phải lo cho người ta? Con với cậu Bình có quan hệ gì? Má, má nói gì kỳ vậy? Quan hệ là quan hệ gì? Má nói gì khó hiểu à?
Hôm qua con nói con không có tình cảm với cậu Xuân. Vậy thì chắc chắn chiếc nhẫn trên tay không phải là của cậu Xuân rồi. Kỳ nói là của ai? Ai đã tặng nó cho con? Dạ, má hỏi ai đã tặng nó cho con? Nói. Dạ, dạ bạn của cậu Xuân. Bạn cậu Xuân? Tại sao bạn cậu Xuân lại tặng nhẫn cho con? Dạ, thì tại vì cậu ấy nói là cậu ấy thích con cho nên tặng nhẫn cho con. Cậu đó là ai? Nhà ở đâu? Dạ, con cũng không biết nữa. Con chỉ gặp cậu ấy có một lần hả? Con muốn trả lại chiếc nhẫn, nhưng mà con chưa biết phải làm sao hết á. Con có nói thiệt không? Con nói thiệt mà. Con với cậu mình chắc chắn là không có chuyện gì với nhau. Dạ thiệt. Không được nói gạt má đó. Con không có gạt má. Má, mà tại sao má lại sợ? Con thương cậu Bình vậy má. Vì mà thôi, con không thương cậu Bình là má yên tâm rồi. Má, má, má định đi đâu vậy? Má chưa khỏe mà. Má khỏe rồi. Chỉ cần con không thương cậu Bình á là má khỏe, má không có bệnh gì hết á. Bây giờ má đi công chuyện chút, con ở nhà coi chừng nhà rồi nấu nồi cơm nghe chưa. Má, má đi công chuyện gì? Ở đâu? Con đi với má. Thôi khỏi, má đi một mình. Má ơi, con xin lỗi má. Con muốn gạt má đâu, nhưng mà má mới bệnh vậy, con không thể làm má giận thêm nữa. Anh Bình, má cấm em thương anh rồi, em phải làm sao bây giờ? Mày bị bệnh gì? Sao mày buồn quá vậy? Cá, tao năn nỉ mày đó, mày mau hết bệnh đi, mày đừng có chết nha cá. Cá ơi,
Đứa nào dám hại Khải Duy?